năm xưa trên cây rồi, làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn để. Xin chào quý vị, tôi là sư Hà Ngọc Thủy, dòng Mến Thánh Giá Los Angeles, the lovers of the Holy Cross at Los Angeles. Tất cả chúng ta hôm nay có một số người đã ghi danh và một số người chưa ghi danh cũng đến tham dự buổi cầu nguyện lần hạt hợp cùng với toàn thể toàn quốc trên nước Mỹ này. Hôm nay là ngày mà cầu nguyện mân côi theo lời mời gọi của Đức Mẹ Fatima. Và vì vậy mà chúng con, các sơ chúng con đây có nghe ngày này để kêu gọi giáo dân cùng đến cầu nguyện với chúng con theo cái tinh thần của dòng là lời kinh chuyển cầu, cầu nguyện cho người khác, cầu nguyện cho những nhu cầu của xã hội và giáo hội. Và hôm nay là ý chỉ muốn cũng cầu nguyện đặc biệt cho nước Mỹ, cho đại dịch và cho những ý chỉ riêng của những người đến tham dự. Trước hết là chúng con sẽ có chương trình bắt đầu từ trong cái camp này. Vì họ cho có 100 người trong đó thôi thì thành thử ra chúng con chỉ có một số người đã ghi danh trước thì được vào đó. Còn những người chưa ghi danh thì chúng con sẽ cầu nguyện theo livestream ở ngoài này. Sau đó thì chúng con sẽ đi lần hạt chung quanh cái park này để quảng bá cái lời cầu nguyện chuyển cầu cho giáo hội, xã hội và lương dân, cho những người đang cần đến lời cầu nguyện của mình qua kinh mân côi cùng với mẹ để cầu nguyện xin Chúa thương giúp cho chúng con trong những nhu cầu. Và chương trình sẽ bắt đầu là giờ cầu nguyện, rồi phụng vụ lời Chúa, lần hạt mân côi, rồi đi bộ cầu nguyện, rồi ban phép lành. Trong cái phép lành này là có được lãnh nhận ơn toàn xá. Bởi vì năm nay là năm 350 năm thành lập hội dòng, chúng con mừng kỷ niệm năm thánh đó. Và Đức Giáo Hoàng rất là ưu ái ban cho chúng con được ơn toàn xá cho những ai đi đến tham dự với những cái buổi cầu nguyện của chúng con cũng được cái ơn toàn xá đó. Và rồi 10 giờ 20 thì chúng con có food to go cho mỗi người, một cái chút đồ ăn nhỏ nhỏ để kết thúc. Xin kính mời quý vị nếu mà đang ở nhà thì cùng cầu nguyện với chúng con bằng chuỗi mân côi. Xin kính chào quý vị. Trên cây rồi làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói.
mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn đền bù, hãy tôn sùng mẫu tôn, hãy nâng lần hạt mơn Việt xinh tươi, đức tin sáng ngời. Đôi môi như hoa cười, mẹ Maria vui tươi. Có biết bao lớp trong một cái bầu không khí rất là an lành và bình an. Chúng ta có một cái buổi cầu nguyện sáng ngày hôm nay. Đó là do các sơ của Chồng Mệnh Thánh Giá Los Angeles tổ chức để giúp cho mọi người nhìn thấy và nhận rõ hơn cái lời cầu nguyện, cái sức mạnh của cái lời cầu nguyện, để giúp cho mọi người chúng ta sống một cái tinh thần luôn luôn phó thác và đặt tin tưởng vào Thiên Chúa và qua lời cầu nguyện của chúng ta để giúp cho mọi người được sống thánh thiện hơn và giúp cho tất cả những cái ý chí cũng như là các linh hồn ở luyện ngục được sớm về hưởng nhan Thánh Chúa. Và xin mọi người cũng luôn luôn nhớ trong đời sống hàng ngày cái ý nguyện của chúng ta, cái lời cầu nguyện của chúng ta, đó là một cái sức bẫy rất là mạnh để giúp cho mọi người sống tốt lành hơn. Xin mọi người luôn nhớ cầu nguyện và gắn bó với ba ngôi Thiên Chúa. I can't hear you. Are you ready? Yeah. Okay, everyone, put your whole body, okay? Give me a J. J. Give me an E. E. Give me an S. S. Give me a U. U. Give me an S. S. What does that spell? Jesus. Who's our King? Jesus. Who do we love? Jesus. All right, and now it's the month of October. We want to honor Mary as well, okay? So everyone, let's do it louder this time, okay? Give me an M. M. Give me an A. A. Give me an R. R. Give me a Why? What does that spell? Mary. Who's our mother? Mary. Who's our queen? Mary. Are you ready? Mary. Can I get amen? Amen. Đức tin sáng ngời.
Ngày hôm nay nhân dịp kỷ niệm 350 năm của dòng Bến Thánh Giá lớn lên trái đất, chúng tôi đến đây cùng với các sơ để cầu nguyện cho hòa bình thế giới, nhất là trong cái thời đại bây giờ là đang dịch bệnh rồi chiến tranh tàn phá đủ thứ, chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa thương ban cho thế giới được bình an và thoát khỏi mọi cái cơn dịch bệnh cũng như là chiến tranh giặc giã, nhất là trong thời gian bây giờ giáo hội bị đánh phá rất nhiều, chúng ta phải cầu nguyện thật nhiều để cho Chúa gìn giữ cho giáo hội được luôn luôn được bền vững. Và nhất là trong tháng mình coi, chúng tôi cùng họp cùng với các sơ và mọi người để cầu kinh mân côi, xin mẹ thương cứu giúp cho dân tộc Việt Nam cũng như là nước Mỹ được thoát ra khỏi mọi cảnh lầm than và chống đối của Sa Tăng đang đánh phá giáo hội và thế giới. Cho nước Việt xinh tươi, đức tin sáng.